Từ 7 giờ ngày 19 tháng 6 đến 22 giờ ngày 20 tháng 6, tạm cấm đối với ô tô kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh vận tải hàng hóa, trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh môi trường, xe giải quyết, khắc phục sự cố, xe chở khách tuyến cố định trên một số tuyến đường giao thông theo hiệu lệnh chỉ dẫn của lực lượng chức năng. Hạn chế đối với ô tô cá nhân, xe mô tô hoạt động trên các tuyến đường giao thông địa bàn các quận huyện Ba Đình, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh. Trong thời gian trên, Công an thành phố tổ chức hướng đi cho các phương tiện trong diện tạm cấm, hạn chế như sau. Các phương tiện từ tỉnh phía Đông, Đông Nam như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Hải Dương đi các tỉnh phía Nam, đi theo hướng cầu Thanh Trì, Pháp Vân, đi các tỉnh phía Nam như Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam và ngược lại. Các phương tiện từ tỉnh phía Đông, Đông Nam như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Hải Dương đi các tỉnh phía Bắc như Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên đi theo hướng quốc lộ 5, cầu Thanh Trì, cầu Phù Đồng, quốc lộ 3 và ngược lại. Xe từ các tỉnh phía Nam như Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam đi các tỉnh phía Bắc như Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên đi theo tuyến Pháp Vân, Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ, Phùng Hưng, Sa La, Văn Khê, Lê Trọng Tấn, tỉnh lộ 70, Nhổn, quốc lộ 32, cầu Vĩnh Thịnh hoặc cầu Trung Hà đi các tỉnh phía Bắc như Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên và ngược lại. Các phương tiện hạn chế lên đường vành đai 3 đoạn từ nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến đến Võ Văn Kiệt.